Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công nhân viên chức, lao động được các cấp công đoàn huyện Bình Xuyên quan tâm đẩy mạnh và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Qua các phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến về nhận thức cũng như hành động cho đội ngũ công nhân viên chức lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của cơ quan, đơn vị và địa phương. Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 7 năm 2016, chúng tôi có phóng sự phản ánh hiệu quả từ các phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên chức lao động huyện Bình Xuyên. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về công tác thi đua, Liên đoàn Lao động huyện Bình Xuyên đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tích cực đổi mới nội dung, cách thức vận động và tổ chức phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động. Thông qua việc chủ động xây dựng kế hoạch, phát động và ký giao ước thực hiện phong trào thi đua, chấm điểm các chỉ tiêu thi đua, chọn điểm chỉ đạo để nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu, kịp thời biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc. Để phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên chức, lao động đạt hiệu quả cao, Liên đoàn Lao động huyện Bình Xuyên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương để tổ chức, phát động và hướng dẫn thực hiện phong trào. Tại mỗi khối, mỗi nội dung được gắn liền với nhiệm vụ chính trị và được chuyên môn đồng cấp ủng hộ trong việc triển khai thực hiện. Trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cán bộ công chức, viên chức, lao động gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực thi đua xây dựng người cán bộ công chức viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy gương mẫu, nâng cao trách nhiệm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, tạo hiệu suất công việc cao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh. Khối giáo dục đào tạo tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, dạy tốt học tốt gắn với đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục. Liên đoàn Lao động Bình Xuyên đã triển khai kế hoạch thực hiện cái phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2016. Chính vì vậy mà có sự được sự ủng hộ của chính quyền, được sự chỉ đạo của huyện ủy mà chúng tôi đã chỉ đạo hết sức tốt trong cái hoạt động để kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ví dụ như giải thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ ở Liên đoàn Lao động huyện cũng như các công đoàn cơ sở như Thép Việt Đức ở Ủy ban Công đoàn Ủy ban nhân dân huyện. Phải nói rằng trong năm 2016 này, tuy rằng là cái ngày kỷ niệm 87 năm là năm lẻ, nhưng thực tế là chúng tôi đã làm được rất nhiều việc. Và đặc biệt có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các ban ngành đoàn thể đồng cấp. Sự phối hợp chặt chẽ đó đã giúp cho công nhân lao động ở các công đoàn cơ sở hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và có thành tích tốt nhất, dâng đảng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với cái hoạt động công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn. Trong phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện phát động công nhân viên chức lao động tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là trong việc hiến đất làm đường và tham gia nghề công làm đường giao thông nông thôn. Tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đến hộ nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi và xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Để công đoàn cơ sở, cơ quan hành chính xã hoạt động có hiệu quả thì cái giải pháp thứ nhất là phải xác định được cái nội dung hoạt động của công đoàn cho từng giai đoạn phù hợp với cái nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Vì mình là một đơn vị cơ quan hành chính địa phương, có cả đảng, cả chính quyền, các đoàn thể. Nhiệm vụ thứ hai là phải, nội dung thứ hai là phải xây dựng được cái quy chế hoạt động công đoàn cho phù hợp với lại từng bộ phận công tác, bởi vì mỗi một đoàn viên công đoàn là có nhiệm vụ chính trị riêng, một nhiệm vụ chuyên môn riêng. Giải pháp nữa là phải thường xuyên kịp thời tuyên truyền các cái chủ trương chính sách của Đảng liên quan tới cái nhiệm vụ chuyên môn của từng đồng chí cán bộ công chức, thường xuyên phát động các cái phong trào hoạt động trong công đoàn. Mà cái giải pháp quan trọng là người lãnh đạo, tức là ban chấp hành công đoàn
Ban chấp hành công đoàn phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí đoàn viên trong từng lĩnh vực. Phát huy những thuận lợi thời gian qua, công đoàn xã Sơn Lôi đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình kế hoạch của tổ chức công đoàn đến cán bộ công chức trong cơ quan. Tổ chức kiểm tra giám sát thực hiện chế độ chính sách, phát huy quyền dân chủ của cán bộ công chức. Vận động đoàn viên hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia cải cách hành chính, xây dựng cơ quan văn hóa. Đáng chú ý, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã và đang được công đoàn xã Sơn Lôi phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mình. Cán bộ đoàn viên công đoàn xã là những người am hiểu địa bàn, hiểu phong tục, tập quán, nếp sinh hoạt của người dân địa phương, nên việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện và giữ vững các tiêu chí của chương trình có ý nghĩa rất quan trọng. Có thể khẳng định là công đoàn cơ sở có cái đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là sự ổn định chính trị địa phương. Vì chúng tôi thấy rằng là nếu như đơn vị nào mà công đoàn cơ sở hoạt động tốt, thì tất cả các đoàn viên công đoàn dưới sự chủ trì hoạt động của ban chấp hành công đoàn đã duy trì cái hoạt động và tác động đến cái việc duy trì nền nếp trong cơ quan đơn vị, trong cơ sở, để mà kịp thời nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của công đoàn viên. Và thứ hai nữa là mỗi công đoàn viên phát huy tinh thần trách nhiệm để mà xây dựng các nghị quyết, các chỉ thị, quyết định của tập thể cơ sở, cũng như là phát huy cái tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai tổ chức thực hiện các cái quyết định đó một cách kịp thời, có hiệu quả. Sau khi có nghị quyết chuyên đề của huyện ủy Bình Xuyên về xây dựng nông thôn mới, Liên đoàn Lao động huyện xây dựng kế hoạch triển khai trong hệ thống công đoàn, triển khai vận động doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp xây dựng nông thôn mới bằng nhiều việc làm thiết thực như đầu tư cây con giống, bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ kinh phí xây dựng tủ sách dùng chung. Công đoàn xã Sơn Lôi đã là cầu nối, tiếp tục theo dõi hiệu quả của từng công việc, tiếp tục đề xuất các nội dung, giải pháp để thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Ở xã Sơn Lôi, mỗi đoàn viên công đoàn là một tuyên truyền viên, là tấm gương đi đầu trong việc vận động người dân thực hiện các tiêu chí, chương trình xây dựng nông thôn mới của xã theo lĩnh vực mình phụ trách. Chúng tôi đã chỉ đạo hội tham gia trong các lĩnh vực như là đóng góp xây dựng đường, rồi thì xây đóng góp ngày công, đóng góp tiền để xây dựng đường bê tông nông thôn và vận động nông dân hiến đất để làm đường giao thông nội đồng. Bản thân tôi là đoàn viên công đoàn cũng tham gia rất tích cực vận động nông dân cũng như là vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hội địa phương và thường xuyên quét dọn đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp để đảm bảo cái môi trường vệ sinh chung. Nổi bật trong các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động huyện Bình Xuyên là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Các cấp công đoàn đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp cụ thể hóa nội dung thi đua phù hợp với từng ngành nghề, lĩnh vực. Vận động công nhân viên chức lao động hưởng ứng bằng nhiều công trình, sản phẩm, đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Qua đó tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực công tác, sản xuất và đời sống xã hội. Kết quả, 100% công đoàn cơ sở đã phát động phong trào thi đua, thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động đăng ký tham gia phong trào. Thông qua phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, đã động viên khuyến khích công nhân viên chức lao động thi đua, lao động sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Nhiều đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công nhân viên chức lao động được ứng dụng trong thực tiễn đã tiết kiệm chi phí và mang lại giá trị kinh tế cao. Tiêu biểu như các đề tài sáng kiến ở công ty cổ phần ống thép Việt Đức, công ty cổ phần bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc. Tôi luôn cố gắng lắng nghe và tập hợp các ý kiến của anh em công nhân lao động để và cố gắng đi sâu, đi sát vào các phân xưởng sản xuất, gần gũi với người lao động để nắm bắt được các tình hình, những khó khăn của anh em, cái gì thì để kịp thời tham mưu và xin ý kiến của ban giám đốc để giải quyết cho anh em và để đảm bảo cho quyền lợi của người lao động.
là một trong những đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Hàng năm, ngay từ đầu năm, Công đoàn Công ty Cổ phần Bê tông Bảo Quân phát động ký kết giao ước thi đua, thu hút đông đảo đoàn viên tích cực hưởng ứng. Để phong trào phát huy hiệu quả, công ty thành lập Ban chỉ đạo phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong cán bộ, công nhân, lao động. Tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí để người lao động thực hiện. Đối với những sáng kiến có hiệu quả cao, công ty có hình thức khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khuyến khích, biểu dương tinh thần sáng tạo. Đồng thời lấy tiêu chí người lao động tận tụy, sáng tạo trong công việc để đánh giá thi đua hàng năm. Cách làm này đã khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công nhân, lao động. Từ thực tiễn sản xuất, nhiều cá nhân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mạnh dạn đề xuất, nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm trong sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực. Được sự thống nhất của hội đồng quản trị công ty thì về lĩnh vực sản xuất ở trong nhà máy thì từ đầu năm thì cũng đã phát động phong trào thi đua về sáng tạo trong quá trình sản xuất để nhằm mục đích là nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như là cải thiện về cái năng suất lao động. Thì đến nay 6 tháng, qua 6 tháng thì cũng ghi nhận được một số các thành quả rất là tốt, ví dụ như là trong xưởng cấu kiện cũng sản phẩm được tốt hơn, năng suất được cải thiện hơn và thu nhập của anh em công nhân lao động cũng vì thế mà cũng tăng cao lên. Xác định nhiệm vụ quan trọng để góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Bê tông Bảo Quân luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân lao động. Thực hiện các quy định trong Bộ luật Lao động và các chế độ chính sách đối với người lao động. Hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn Công ty phối hợp tham gia xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động, đầu tư kinh phí cho công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, trang bị các phương tiện bảo hộ cá nhân, từng bước đưa máy móc, công nghệ hiện đại vào sản xuất để giảm cường độ lao động, hạn chế bệnh nghề nghiệp cho công nhân lao động. Được sự quan tâm của Ban giám đốc, của Hội quản trị, công ty luôn cảm thấy yên tâm công tác, phấn đấu làm việc, tìm tòi học tập, đưa sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế và thực tế để sản xuất mang lại những thành quả lớn nhất về cho công ty. Qua sự cố gắng đó, ngoài ra tôi cũng có một số ý kiến đề nghị với Ban giám đốc công ty, chủ tịch hội quản trị công ty là thường xuyên chăm lo đời sống của công nhân hơn nữa, như quần áo bảo hộ lao động, giày, mũ được cấp phát kịp thời để công nhân chúng tôi yên tâm lao động sản xuất. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các cấp công đoàn huyện Bình Xuyên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ công nhân viên chức lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng người cán bộ công chức, viên chức trung thành sáng tạo, tận tụy gương mẫu, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chuyên mục Lao động và Công đoàn kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.